lịch sử. Những tháng ngày đi cùng với những sự kiện trọng đại của quê hương và đất nước. Đặc biệt trong những ngày này, thế hệ phụ nữ của cả nước Việt Nam trên mọi miền của Tổ quốc đang phấn khởi thi đua lập nhiều thành tích chào mừng kỷ niệm 92 năm ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam 20 tháng 10 năm 1930, 20 tháng 10 năm 2022. Vâng, đối với phụ nữ xóm Bắc trong những ngày này cũng đang sôi nổi thi đua thông qua các phong trào và hoạt động thiết thực nhằm để khẳng định những đóng góp to lớn của chị em trong việc phát triển kinh tế gia đình cũng như phát triển kinh tế của địa phương và quê hương đất nước. Và trong mỗi việc làm của các bà, các mẹ, các chị đều phát huy được truyền thống tốt đẹp của người phụ nữ Việt Nam, xứng đáng là những người phụ nữ năng động, giỏi việc xã hội và đảm việc nhà. Hòa chung với khí thế thi đua sôi nổi cùng với phụ nữ cả nước, được sự nhất trí của Ban chấp hành Hội Phụ nữ xã Tiền Phong. Hôm nay, Ban chấp hành Hội Phụ nữ xóm D, thôn Bình Lăng, xã Tiền Phong long trọng tổ chức buổi tọa đàm nhân dịp kỷ niệm 92 năm ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam 20 tháng 10 năm 1930, 20 tháng 10 năm 2022. Về dự với buổi tọa đàm hôm nay, tôi xin long trọng giới thiệu có các vị đại biểu, đó là các bà đống mày râu, các ông, các bác, các anh đại diện cho phái mạnh về dự. Đề nghị tất cả chúng ta có mặt trong khán phòng này nổ một tràng pháo tay nồng nhiệt nhất để chào đón sự có mặt của mọi người. Vâng, và trong buổi gặp mặt 92 năm kỷ niệm ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam hôm nay, còn có đông đủ các bà, các mẹ, các chị em là phụ nữ của xóm Bốt cùng các chị em ở các xóm lân cận cũng tới chung vui trong đêm hôm nay. Đề nghị chúng ta một lần nữa nổ một tràng pháo tay nồng nhiệt để chào đón sự có mặt của tất cả mọi người. Xin trân trọng cảm ơn. Vâng, kính thưa các vị đại biểu khách quý, kính thưa các bà, các mẹ, các chị, thể hiện là sự quan tâm của các ông, các bác, các mạnh thường quân, các đấng mày râu đối với các bà, các mẹ, các chị trong ngày vui hôm nay. Các ông, các bác, các anh là thanh niên của xóm D đã có những lẵng hoa thể hiện sự quan tâm bằng vật chất, bằng tinh thần thông qua bữa tiệc của chúng ta vừa rồi. Và bây giờ các bác, các anh đã có những lẵng hoa tươi thắm để đến chúc mừng các bà, các mẹ, các chị nhân kỷ niệm 92 năm ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam. Sau đây tôi xin trân trọng kính mời ông Phùng Văn Thắng, đại diện cho các ông, các bác, các anh xóm D lên tặng hoa. Xin trân trọng kính mời bà Thắng cùng bà Sửa lên nhận hoa. Xin trân trọng kính mời ông Thắng và bà Thắng, bà Sửa. Xin trân trọng kính mời. Xin chân trọng kính mời hai ông.
thể quý vị, dù to dù nhỏ, dù vật chất hay tinh thần, chúng ta cũng được nhận quà là chúng ta quý ạ. Và nhân cái ngày này nữa mà chúng ta được nhận quà thì chúng ta càng phấn khởi hơn. Tất cả chúng ta hãy nổ một tràng pháo tay thật dài để cảm ơn sự quan tâm đặc biệt của các ông, các bác, các anh ở nhiều xóm ạ. Kính thưa các quý vị đại biểu, chúng ta ngồi dưới, chúng ta cũng trật tự lắng nghe một chút. Bởi vì đêm giao lưu tối hôm nay có rất là nhiều chương trình. Ngoài việc được nhận những món quà bằng vật chất, bằng tinh thần mà chúng ta đã được chứng kiến, thì sau cái buổi đêm giao lưu hôm nay còn có rất nhiều những tiết mục khác nữa. Nhưng để những cái tiết mục khác được tiếp theo, thì sau đây tôi xin trân trọng kính mời bà Nguyễn Thị Băng, chi hội trưởng chi hội phụ nữ thôn Bình Lăng sẽ lên khai mạc chương trình. Xin trân trọng kính mời bà Băng. Thưa các vị đại biểu, khách quý, thưa toàn thể các bà, các mẹ, các chị và về dự và cổ vũ cho đêm giao lưu văn nghệ kỷ niệm 92 năm ngày xây dựng Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam 20 tháng 10 năm 1930, 20 tháng 10 năm 2022. Lời đầu tiên cho phép tôi xin gửi tới các quý vị đại biểu khách quý cùng toàn thể các bà, các mẹ, các chị lời chúc sức khỏe và lời chào kính trọng nhất của chúng tôi. Chúc đêm giao lưu văn nghệ, giao lưu các câu lạc bộ dân vũ và thành công rực rỡ. Xin chân thành cảm ơn. Kính thưa các quý vị, từ bao đời nay, người phụ nữ Việt Nam luôn đã được xem hình tượng đẹp và vĩ đại nhất. Hình tượng đó được tô vẽ bởi những đức tính tốt như đảm đang, lết la, thủy mị, giàu lòng hy sinh, hiếu thảo với cha mẹ, tảo tần với ông xã, với các con cái, có biết bao bài thơ, bài ca, tiếng hát đã được sáng tác để ngợi ca những người phụ nữ chính vì nhờ có họ mà cuộc sống nay trở thành êm ấm và ngọt ngào hơn. Chúng ta cùng lồng nhiệt chúc mừng cho những truyền thống bất khuất và anh hùng của phụ nữ Việt Nam nói chung cũng như chị em phụ nữ xóm Bốt nói riêng. Thay mặt cho ban chấp hành chi hội phụ nữ, tôi xin trịnh trọng tuyên bố khai mạc buổi giao lưu văn nghệ đêm 20 tháng 10 và giao lưu văn nghệ, giao lưu các câu lạc bộ dân vũ của thôn Bình Lăng. Xin kính chúc các quý vị niềm vui và hạnh phúc. Chúc đêm giao lưu thành công rực rỡ. Xin trân trọng cảm ơn. Vâng, kính thưa các quý vị đại biểu khách quý, kính thưa các bà, các mẹ, các chị, phụ nữ Việt Nam chúng ta thời nào cũng vậy, cũng rất là xứng đáng với 8 chữ vàng Bác Hồ tặng. Chị em phụ nữ chúng ta mà đàn ông không được tặng đó là trung hậu, đảm đang, trung hậu, bất khuất. Ở cái cương vị, ở lĩnh vực nào, chị em phụ nữ chúng ta cũng hoàn thành mọi sứ mệnh, dù thời chiến hay thời bình. Ở thời chiến thì các bà, các mẹ đã tặng cho đất nước, những người chồng, những người con tham gia chiến trường. Còn ở thời bình thì các bà, các mẹ cũng cống hiến cho đất nước, những người con đảm đang làm tròn sứ mệnh với gia đình, với xã hội. Tiếp theo chương trình, tôi xin trân trọng kính mời bà Nguyễn Thị Sửa, Phó Chi hội trưởng Chi hội phụ nữ thôn Bình Lăng sẽ lên ôn lại truyền thống anh hùng bất khuất, trung hậu, đảm đang, xứng đáng với 8 chữ vàng mà Bác Hồ đã trao tặng cho phụ nữ chúng ta. Xin trân trọng kính mời bà Sửa. Kính thưa các vị đại biểu khách quý, kính thưa các bà, các mẹ, các chị em, thay mặt cho ban chấp hành chi hội phụ nữ, xin trân trọng cảm ơn sự có mặt của các vị đại biểu, các bà, các cô, các chị em. Chúc chị em phụ nữ luôn trẻ đẹp hạnh phúc. Sau đây tôi xin ôn lại ý nghĩa của ngày phụ nữ Việt Nam 20 tháng 10. Phụ nữ Việt Nam 20 tháng 10 là ngày mà lần đầu tiên trong lịch sử đất nước một tổ chức riêng dành cho phụ nữ được hoạt động hợp pháp và công khai, nhằm động viên lực lượng phụ nữ đóng góp tích cực
việc vào sự nghiệp cách mạng. Đây cũng là ngày mà lần đầu tiên người phụ nữ Việt Nam được cầm lá phiếu bầu cử tham gia các công tác chính quyền và xã hội, nắm giữ nhiều trọng trách trong bộ máy nhà nước. Trong công cuộc giải phóng đất nước, phụ nữ Việt Nam không chỉ là tiên phong vững chắc cống hiến cho đất nước, những người chồng, người con xuất sắc, mà họ còn là những chiến sĩ kiên cường, anh dũng trên tiền tuyến. Trong thời bình, phụ nữ Việt Nam có những đóng góp quan trọng thúc đẩy sự phát triển của đất nước, như lời Bác Hồ từng nói: Giang sơn gấm vóc Việt Nam là do phụ nữ Việt Nam, trẻ cũng như già, ra sức dệt thêu mà thêm tốt đẹp rực rỡ. Người phụ nữ Việt Nam 20 tháng 10 hàng năm là ngày đất nước xã hội ghi nhận và vinh danh những đóng góp to lớn của các bà, các mẹ, các chị và các em, những người phụ nữ Việt Nam xứng đáng với 8 chữ vàng anh hùng bất khuất, trung hậu đảm đang. Dịp lễ 20 tháng 10 cũng là cơ hội cho nam giới thể hiện tình cảm, gửi gắm yêu thương vào những món quà ý nghĩa dành cho mẹ, vợ, con, em gái của mình. À, nhân kỷ niệm 92 năm ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, thay mặt cho Ban chấp hành Chi hội Phụ nữ xóm Bốt thôn Bình Nam, xin được gửi tới các bà, các cô, các chị và các em lời chúc sức khỏe. Xin chân thành cảm ơn các bác, các chú, các anh Lam đã quan tâm đến chị em. Kính thưa các bà, các mẹ, các chị, các quý vị đại biểu khách quý, từ đầu chương trình đến giờ thì chúng ta đã không ít lần nhắc đến và ca ngợi vẻ đẹp cũng như sự tài giỏi, trí thông minh của chị em phụ nữ. Song thưa toàn thể các bà, các mẹ, các chị, để cánh nữ chúng mình đạt được những điều đó thì người nâng đỡ và luôn sát cánh bên các bà, các mẹ, các chị chính là các mạnh thường quân, chính là một nửa bên kia của chị em. Vâng, hôm nay toàn thể chị em phụ nữ chúng ta rất phấn khởi được đón các đại biểu, đó là nam giới, đặc biệt là các ông, các bác, các anh là nam giới của xóm Bốt. Vâng, đại diện cho các ông, các bác và nói chung là đại diện cho các mạnh thường quân đến dự chung vui với chị em chúng ta nhân dịp kỷ niệm 92 năm ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam. 20 tháng 10 năm 1930, 20 tháng 10 năm 2022. Sau đây tôi xin trân trọng kính mời ông Phùng Văn Thắng sẽ đại diện cho tất cả các mạnh thường quân lên phát biểu ý kiến và chúc mừng chị em ta nhân ngày 20 tháng 10. Xin trân trọng kính mời ông Phùng Văn Thắng. Đan kia, kính thưa. Kính thưa các bà, các mẹ cùng chị em phụ nữ của xóm Bốt, xóm Bảy, thôn Bình Lăng. Thưa các mạnh thường quân, thưa các đứng mày dâu của xóm Bốt, hôm nay kỷ niệm 92 năm ngày thành lập Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, rất vinh dự tôi được đại diện cho đứng mày dâu mạnh thường quân của xóm nhà đến phát biểu. Mời lời đầu tiên, tôi xin kính chúc các bà, các mẹ cùng chị em phụ nữ xóm nhà cũng như toàn thể đất nước luôn luôn mạnh khỏe, trẻ mãi không già, đẹp mãi và đẹp mãi mãi.
ngày kỷ niệm một ngày thành lập phụ nữ Việt Nam. Tôi không biết nói gì mà chỉ hứa trước bà, trước các bà, các mẹ và chị em là gì? Chúng tôi sẽ tạo điều kiện cho các bà, các mẹ và chị em hoàn thành việc nước, đảm việc nhà. Và chúc mọi người hạnh phúc, may mắn hạnh phúc. Chúc cho tấm mày dâu Mạnh Thường Quân luôn mạnh khỏe để phục vụ các bà, các mẹ và các chị em. Phụ nữ như các bè, bà, các mẹ, các chị cũng như tôi đây thật là ấm lòng khi nhận được những đóa hoa tươi thắm, những lời chúc ngọt ngào, những nụ cười tươi và rạng rỡ, những lời chúc chân tình và thân ái, lời biết ơn sâu sắc, lời thương nồng nàn từ những người thân trong gia đình và ngoài xã hội, cũng như nhận được những sự quan tâm đặc biệt của các đấng mày râu, các mạnh thường quân, các bác, các ông, các anh, các chú. Thay mặt cho chị em phụ nữ một lần nữa xin chân thành cảm ơn sự quan tâm của các mạnh thường quân và mong rằng những dịp này của năm sau, đặc biệt là dịp mùng 8 tháng 3 sắp tới thì các bà, các mẹ, các chị em phụ nữ chúng tôi luôn nhận được sự quan tâm như thế này và quan tâm nhiều hơn nữa của các đấng mày râu ạ. Và nếu như tất cả các chị em và các mạnh thường quân cùng nhất trí thì chị xin nổ một tràng pháo tay thật dài để ghi nhận và đón chờ sự là nói về phụ nữ Việt Nam thì không có lời nào mà để kể hết được, ghi hết được công lao của người phụ nữ Việt Nam. Trong buổi tọa đàm 92 năm ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam hôm nay có rất là nhiều các bà, các mẹ, các chị ngoài việc đảm đương giỏi việc xã hội, việc gia đình thì việc mang đến lời ca tiếng hát đối với những đêm giao lưu như thế này là rất phong phú và đa dạng. Đặc biệt là đối với các bà, các cô, các mẹ tuổi cao. Ở đây đặc biệt nhất là sự có mặt của bà Phùng Thị Thắm. Và sau đây xin trân trọng kính mời bà Phùng Thị Thắm sẽ lên góp vui chương trình văn nghệ. Xin trân trọng kính mời bà. Cái cầu là cái nhà lá vườn. Và cái tuổi cao như tôi thì chắc không có ai lên sân khấu nữa đâu. Cái mà gọi là cái mẫu văn nghệ mà. Thì hôm nay là ngày phụ nữ thì tôi cũng xin góp vui văn nghệ một bài. Bà cái tươi là có hình. Hãy
văn nghệ do ca sĩ già không chuyên, nhưng đó là một tiết mục biểu diễn rất là đặc sắc. Toàn bộ các quý vị đại biểu chúng ta hãy nổ một tràng pháo tay để cổ vũ động viên tinh thần cho nghệ sĩ già không chuyên ạ. Xin cảm ơn ạ. Vâng, kính thưa các bà, các mẹ, các chị, ngày 20 tháng 10, như tôi vừa nói, có rất nhiều những nhạc sĩ, ca sĩ đã viết, đã hát về mẹ. Và trong trong cái khán phòng ấm áp của ngày hôm nay, bác tin ở trên xóm D phố Cầu hôm nay cũng muốn gửi tặng các bà, các mẹ, các chị một bài hát về mẹ. Đó là bài hát được mang tên Gánh Mẹ. Đề nghị các mẹ chúng ta hãy nổ một tràng pháo tay thật giòn giã, thật dài để đón nhận ca khúc của nhạc sĩ Anh Tin. Okay. Anh Tin. Cháu hát không hay, không lấy tiền. Tình gánh này nhẹ dàng để sau người gánh chính.
giới thiệu nha. Các bà, các vị, các chị ngồi đây cũng rất là tự hào, cũng rất là hãnh diện khi có một người con rất là yêu thương và quý mến mẹ như vậy. Một lần nữa xin cảm ơn giọng ca của ca đến tiết mục trình diễn của các cháu thiếu nhi. Xin mời các cháu. Con luôn thấu hiểu. Cảm ơn mẹ.
tiết mục do các cháu thiếu nhi của xóm Bốt vừa trình bày. Xin toàn thể các quý vị đại biểu, các bà, các mẹ, các chị hãy nổ một tràng pháo tay thật là nồng nhiệt để chúc mừng tiết mục của các cháu tặng các bà, các mẹ, các chị nhân ngày lễ đặc biệt này. Vâng, và tiếp theo chương trình xin mời câu lạc bộ dân vũ của Hội Phụ Nữ thôn Bình Đăng xin trân trọng kính mời các quý vị. Bye.
đã đăng ký với ban tổ chức. Nhưng mà vì cái không khí khán phòng của chúng ta rất là nóng, rất là sôi động, cho nên các chị nhạc phụ nữ đã đăng ký thêm những tiết mục. Và sau đây xin một tiết mục sẽ được gửi tới các bà, các mẹ, các chị. Đó là một những cái điệu nhảy cũng rất là sôi động, đến từ cô Hường và cô Bắc sẽ lên gửi tới các quý vị đại biểu cũng như các bà, các mẹ, các chị. Xin mời phần thể hiện của cô Hường. Chị em một lời chúc sức khỏe và một lời chúc tất cả các mọi người muốn lớn thế giới đi luôn luôn xinh đẹp và vui khỏe hạnh phúc ạ. Và cũng nhân đây thì con mời mẹ lên trên sân khấu một tí. Nhân ngày 20 tháng 10 thì con cũng con và em có món quà nhỏ tặng mẹ. Chúc mẹ luôn mạnh khỏe, vui vẻ và sống trọn đời với mọi con. Xin chúc các con vui khỏe, đẹp, lúc nào cũng xinh đẹp và đạt mọi nguyện vọng và thành công trong mọi sự nghiệp. Điều mong muốn nhất của mẹ. Oh,
thưởng thức phần trình diễn của cặp đôi Hường Bắc, Bắc Hường. Một tiết mục cũng rất là đặc sắc, rất là sôi động. Xin cảm ơn tiết mục vừa rồi của hai bạn. Khán phòng của chúng ta được liên tục tiếp diễn. Sau đây xin trân trọng kính mời bà Sửa sẽ gửi tới các bà, các mẹ, các chị một ca khúc, ca khúc được mang tên Đường Trường Sơn Thanh Qua. Xin mời quý vị đại biểu khách quý, các bà, các mẹ, các chị hãy nổ một tràng pháo tay nồng nhiệt nhất để gửi tặng đến toàn thể các bà, các chị, các mẹ, các em bài hát Đường Trường Sơn Xe Anh Qua. Thank you.
của bà Sửa. Và không để các bà, các mẹ, các quý vị đại biểu phải chờ lâu, sau đây xin trân trọng giới thiệu và kính mời đội dân vũ của khu phố Cầu sẽ lên trình diễn tiếp để các bà, các mẹ, các quý vị đại biểu cùng thưởng thức một tiết mục dân vũ nữa. Xin trân trọng kính mời đoàn. Chúng ta hãy đổ một tràng pháo tay nồng nhiệt nhất để chào đón tiết mục rất là đặc sắc, rất là sôi động.
là một tiết mục rất là đặc sắc phải không ạ? Nếu mà quả là một tiết mục đặc sắc thật, đề nghị quý vị hãy nổ một tràng pháo tay nồng nhiệt nhất. Và theo lâu đề nghị của quý vị khán giả thì đề nghị chị em phố cầu chúng ta hãy vẫn giữ nguyên trang phục này, thể hiện một bài nhảy nữa chị em hơn nữa, thật là nồng nhiệt, thật là dài để đón nhận cái tiết mục thứ ba do chị em phụ nữ phố cầu thể hiện. Xin cảm ơn. Đến lá vàng rơi trên đường.
chẳng thấy bình an. Chờ đến tháng đêm lại vô tận, xa một ngày tơ mấy ngàn về cuộc sống. Trình diễn nhận được sự cổ vũ nhiệt tình của quý vị đại biểu khách quý, của các bà, các mẹ, các chị. Thay mặt cho những người làm chương trình, một lần nữa xin cảm ơn các quý vị đại biểu khách quý đã dành thời gian để theo dõi, để lắng nghe những ca khúc, những tiết mục văn nghệ mà chị em biểu diễn, rồi các đấng mày râu đã gửi tặng chị em nhân ngày 20 tháng 10 năm 2022. Một lần nữa xin chân thành cảm ơn sự có mặt, sự cổ vũ động viên của quý vị đại biểu, của các mạnh thường quân, và mong rằng trong thời gian tới chúng tôi thường xuyên nhận được sự quan tâm nhiều hơn nữa của các đấng mày râu. Một lần nữa xin trân trọng cảm ơn.